Chào các bạn, hôm nay Phong giới thiệu lại mẫu máy đảo tay hai vĩ. Thì máy này bao gồm có bộ điều khiển nhiệt nè. Nói chung là bộ điều khiển nhiệt này là cái mẫu mà từ xưa giờ mình sử dụng ha. Rồi cái đồng hồ đo đầu ẩm nè, địa chỉ mình. Rồi cấu tạo của máy này thì các bạn thấy nó bao gồm có hai vĩ đi trứng, đây một vĩ nè, trên đây vĩ nè. Đó. Thì mỗi vĩ như thế này thì mình để được khoảng tầm trên dưới 100 trứng ha. Rồi khi áp mình cũng có thể để dưới đáy thùng nữa. Đó, bình thường áp thì mình để một lon nước như thế này, cứ 2 ngày mình châm nước vào một lon. Mình áp được 15 ngày thì mình để thêm một lon nước ngay góc này nữa. Đó. Và các bạn nhớ là mỗi ngày mình lấy tay mình đảo trứng ít nhất là 2 lần, sáng chiều. Đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ha. Mọi chi tiết xin liên hệ đến Phong, mọi số điện thoại 0977788536. Xin chào các bạn.